Vâng, xin chào mừng quý vị, anh chị và bạn quay trở lại với kênh Mua Bán Tôi Cũng Đẹp Loan. Một chiếc xe đang được chào bán tại Salon Ô Tô số 1 Kinh Môn với cái tầm giá hơn 200 thôi. Cũng rất là phù hợp cho quý vị, anh chị, các bạn đi gia đình nhé. Vâng, mẫu xe em đang chào bán là mẫu xe Ford Mondeo sản xuất năm 2010. Và chiếc xe được trang bị khối động cơ 2.3. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thực sự là cũng rất là phù hợp thôi nếu xe gia đình sử dụng. Chiếc xe này được sản xuất năm 2010 anh chị nhé, hoàn toàn về sẵn sử dụng thôi. Xe cam kết đảm bảo cho anh chị các bạn là không có đâm va ngập nước gì. Anh chị các bạn có thể dẫn thợ thuyền qua kiểm tra check tiết hai hạng mục đó giúp em nhé. Thì quý vị anh chị các bạn đến xem xe trực tiếp tại Salon Ô Tô số 1 Kinh Môn có địa chỉ tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, hoặc liên hệ trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại em có ghi trên màn hình 0376658009 nhé. Thì về tổng thành chiếc xe này là một chiếc xe hoàn toàn là tư nhân, hồ sơ cầm tay, hoàn toàn về sẵn sử dụng ra tên thôi nhé anh chị nhé. Đây ạ, mẫu xe Ford Mondeo đó, Ford, một mẫu xe thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Mỹ rồi, cũng rất là bền bỉ theo thời gian. Thì đặc biệt cái mẫu xe này tại sao nó xuống giá như vậy, vì cái động cơ của nó 2.3 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó hơi hao một chút. Đây ạ, về tổng thành của chiếc xe, xe thì sơn xin là về hoàn toàn sẵn đi thôi nhá. Đó, xe này đặc biệt chiếc xe này thì hoàn toàn theo chỉ zin cả xe đấy, cũng như là nội thất của chiếc xe là hoàn toàn là zin nhá. Đây đấy, nội thất zin. Xe thì hoàn toàn là nguyên bản, không có màn hình gì nhá, vẫn là đầu đài DVD thôi. Các anh chị các bạn có thể độ thoải mái. Đó, đầy đủ cửa sổ trời, hoạt động hoàn toàn bình thường. Một mẫu xe chuẩn chất gia đình, không có chạy dịch vụ taxi nên cái chất lượng của xe sẽ được đảm bảo cho anh chị nhá. Đây ạ, đấy, nội thất rất đẹp luôn. Và cái form dáng của chiếc xe này thì nó cũng không lỗi thời theo thời gian. Đó, và đời 2010 thì cũng không phải là quá thấp. Với cái tầm giá em đang chào bán chỉ có 250 triệu. 250 triệu sở hữu một chiếc xe Ford Mondeo đó, 2010. Thôi, xe thì bên em cam kết đảm bảo cho anh chị nên chạy hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của xe. Đây, về cái phần gầm bệ của xe đây nhá. Đấy, gầm bệ của xe nhìn rất là sáng, hoàn toàn không có chảy dầu nhớt hay là gì nhá. Đấy, cam lùi đầy đủ, chỉ có không có màn hình thôi, chỉ có không nên màn hình thôi. 5 ghế ngồi rất là rộng rãi anh chị nhá. Một cái mẫu xe này phân khúc D đấy, vẫn là rất là rộng rãi thoải mái luôn, nó không bó hẹp, mà với cái tầm giá thì cũng khá là hợp lý cho gia đình sử dụng. Đó, ghế chỉnh điện, mọi chức năng trên chiếc xe này vận hành hoàn toàn bình thường và ổn định hết nhá. Đấy, ngả ghế này rất là ok luôn. Hai ghế ra theo xe cũ sần theo thời gian thôi, chứ hoàn toàn là hệ thống nội thất zin hết. Đó, order chuẩn có mười ba vạn anh chị nhá, 13 vạn 2010 thì rất là phù hợp, rất là ok. Đây, cái hệ thống khoang máy của chiếc xe đây anh chị nhỉ. Đó, tất cả cái hệ thống khung rằng của xe là hoàn toàn là nguyên bản, không có một chút gì là va chạm nhé, không hò một chút gì va chạm luôn, hơi thừa rung lắc hoàn toàn không có. Em sẽ nổ máy cho anh chị kiểm tra luôn cái hệ thống khoang máy của chiếc xe này. Đấy anh chị nhìn này, cái hệ thống khoang máy của chiếc xe nổ rất là êm nhá. Càng những cái khối động cơ lớn một chút thì cái hệ thống khoang máy rất là êm. Những cái dòng chống nhỏ thì máy nhỏ nhá, máy nhỏ, ví dụ những cái dòng xe Hyundai i10 hay đi 20 chẳng hạn, 1.0, 1.25 ấy, thì có hai máy, ba máy gì đó thì máy nổ rất là rung anh chị nhá. Đấy, những cái là máy rất là êm luôn. Đấy, mẫu xe Ford Mondeo đang chào bán với cái mức giá 250 triệu, đời 2010, có bao gồm phí vận chuyển cho anh chị. Đấy, nếu chị bạn có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc xe với cái tầm giá này về sử dụng đi gia đình thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại kết nối Zalo nhé. Em sẽ tư vấn cụ thể về chiếc xe này và hướng dẫn cho anh chị các bạn cái thủ tục mua bán chốt cọc để sở hữu chiếc xe. Quý vị chị bạn lần đầu theo dõi clip của em Loan, nhớ đăng ký kênh, bấm chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất lên. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.